họng da. Đó là password của 7 nụ cười xuân. Ok. Chị Kỳ, bật cái mũi lại. Are you ready? Wow. Thật là đã quá đi. Vô. Trời ơi, hãy chọn một cặp đối thủ. Lan Ngọc. Dạ. Đùi với em. Ủa, em 10 lần, anh không thắng 1 lần đúng không? Đúng rồi. Hai số lớn có quyền chọn trứng để đặt vào đầu đối thủ. Một lần một trứng. Một lần duy nhất. Em nay em mặc quần ngược, em chui lắm. Thôi đừng có nói vụ quần ngược hoài, tiên nói vừa nãy vừa ba con cái vừa lộn. Dạ, vô mày. Mời em. Tôi lấy dưới em miếng rồi sao? Cái này là gì ạ? Dưới là thua. Vậy hả? Có đâu. Trời ơi. Tôi coi. 24 thôi. 42 lần. Trời ơi, 42 mà thua 44, đau thì thấy chưa, nó lấy dưới là anh thua. Trong đây có sống và chín, hãy chọn. Rồi, trái trời cho sống chứ chín đau lắm. Đáng. Ủa, đáng hả? Đáng. Đáng. Em nhẹ nhàng thôi. Oh. À, da tét đầu luôn. Tét đầu à? Đập nghe cái cạch gì đó, ước sao có vậy. Hình như chỉ có 3 cặp mà thôi à. Em xin phép không, không chơi 4 lần anh ơi. Anh ơi chơi 4 lần rồi, chị Kỳ, chị Kỳ gì rồi, chị sợ rồi. Chị tôi khuyến khép đi mượn. Rồi, cặp theo Lâm, Vĩ Dạ và tôi. Đúng rồi, chơi 2 lần. Một mình anh chấp hết. Tôi chơi 2 lần. Chấp luôn, chơi luôn. Anh chơi 2 lần. Hay anh chơi 4 lần luôn đi anh. Chính, chính. Đập anh. Tôi lại lấy dưới một cái nữa. Nổ đầu chơi. Nếu thua thì chơi. Trời ơi. Rồi, sổ chấp luôn. Anh ta. Trời ơi là trời. Lại đi. Thôi nhường cho em á Ngọc. Ơ thôi thôi chị. Hôm nay đây em lấy cho. Anh được ăn lẩu mà có nhúng trứng gà nữa. Nói chung là đầy đủ sức mạnh. Vậy chứ đó, ngay đỉnh đầu. Cha nó hơi đỏ à. Em xin lỗi chị Trang nha. Cuộc đời đau đẹp da collagen à. Tét cho bên đợi chị sợ luôn. Đúng, đúng phải sao? Đúng rồi. Cho đợi chị sợ luôn. Tôi và Chu Thế Bình. Ủa đâu. Đúng rồi. Anh chơi 4 lượt luôn. Tôi đàn ông mà. Đàn ông đúng rồi. Một mình chấp hết. Không lẽ em thua tới 4 lần? Cái miệng này nói tôi mới thua 4 lần. Tôi đã gánh cho em thì em làm mừng em im miệng lại đi. Thì nó không lẽ anh lại thua 4 lần? Rồi. Làm gì mà có xui dữ vậy? Ủa, cái cầm ngược. Ồ. Cầm ngược. Bạn đi công chuyện với bên này đúng không? Bạn đi dây với bên này. Nè, cầm ngược nè. Dây hơi đó mạnh rồi. Đó. Rồi. Đó rồi. Cầm ngược ba. Xin lỗi, cầm ngược thiệt chứ bộ. Mời em. Tôi lại bóc sao em một nước nữa. Tôi không tin cuộc đời tôi lại như vậy. Tôi luôn thích đứng sau người ta một bước. Nên anh lùi bước về sau. Đúng rồi. Hơi cắt rỡ nha. Thua nữa, từ nay về sau tôi không bao giờ chơi chương trình 7 nụ nữa. Trời. 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 Chết anh rồi. Lại la. Có cái vụ đi cửa sau là hay bị. Ở đâu? Ở đây hả? Có ít. Dài có luôn. Ăn à, một chân hai chân à? Một chân. Một chân à? ST. ST, Sơn Thạch. Thôi à, em muốn chơi với người khác à. Trời. Thúy Ngân à. Ôi ST, sao lại là em vậy à? Em bắt cái này xui lắm. Bây giờ mà em cá hai trứng hai tài. À, mình đấu hai trứng. Vô. Ok, ba trứng luôn à. Bà chủ tiệm bột chiên hai trứng đây nè. Ba trứng à. Ba trứng. Chơi luôn. Bánh à. Bánh bào xá xíu ba trứng. Ok à. Em chơi trò này chứ bao giờ em thắng. Không lẽ nào lần này em đã vậy thua. Thì làm sao em có thể thua? Đúng không? Phải. Không thắng thì làm sao có thể thua? Tại vì mình thua thường rồi. Giờ
ông đắc trước đi. Em bóp trước đi. Em muốn đi sau. Con gái trước. Đừng có nhiều chuyện quá. Ta nhường gái bóp trước mà. Lần đầu tiên hỉ mũi ra cái màu vàng vàng hết hồn hết vía. Hôm nay cho con một ngày nhất trong đời con thôi. Con thắng. Đây là sau này nó không cần thắng gì nữa. Thắng trận rồi thôi. Cầu hay ghê. Ông thắng anh Dusty hôm nay. Ngày trời ơi. Lịch sử loài người là em. Số 1 á. Đưa đây. Số lớn là gì à? Rồi, lần đầu tiên. Nhưng mà cho anh lựa. Ba trứng cho anh lựa đi. Không, ở đâu ra? Ồ dê, ba trứng. Ủa, tốt cái ba trứng nữa. Ba trứng nè. 1, 2, 3. Bao nhiêu hận thù mấy lâu nay? Trả lời giùm. Xì, anh có lời nào muốn nói với khán giả của anh không? Nè, anh lại gần đây không em được chứ. Ôi. No, no, no. Cái trứng sống mà đau lắm đó nha. Nó văng đó Ngọc. Ê, nhẹ nhàng. Rồi trường văng vô mắt thôi. Em để bụp về nè. Về nè. Cái này không có. Ngân ơi. Ê, cái gì vậy? Gì vậy? Không có, cái này em cầm trên tay. Em cầm bể rồi thôi, không được dùng nữa. Còn hai trái thôi. Bể này nó khờ dễ sợ luôn á trời. Cái gì á? Nó cầm bể. Bóp bể rồi thôi. Bóp bể trứng người ta luôn. Nhẹ nhàng à. Em nhẹ cho. Ót đi. Cho đỡ đau. Ngân. Nhớ hồi đầu là anh nói là tóc anh giờ này không có nhiều á Ngân. Đâu phải, thì cái đâu, này chứng gà vô đó. Tóc anh cũng đâu có nhiều đâu mẹ. Dạ thôi. 9 Dạ dạ. Ở trên, chị ở dưới đó đào. Thôi, làm đi, làm đi. Cái gì vậy? 9 Ôi 9, hay quá à. Còn 9 nữa. 9 đầu luôn. Hết rồi. Không có ba trứng, trứng này bị bể. Không có trứng này là phải. ST. Trên cuộc đời có luật nhân quả. Bây giờ là hình phạt cho những kẻ áo xanh. Thưa quý vị thân mến, phần cuối của chương trình chúng ta ngày hôm nay là hình phạt dành cho những người không thắng cuộc. Và xin hỏi ai sẽ lựa chọn đầu tiên? Anh hầm ra đi không cần nói thế nào. Anh lên rửa cái mái tóc của anh kìa. Anh muốn em hay ai? Ai cũng được. Đến và đi trong cuộc đời cũng chỉ là số phận thôi. Đi. Về tỉnh cạnh. Về tỉnh cạnh. Không. Ủa anh bắn cái gì vậy? Anh cố tình đúng không? Đi không được luôn kìa. Đau quá anh. Xin phép để tôi phỏng vấn ngay. Đau quá hả? Xin hỏi là CEO thấy như thế nào? Cái khúc này em muốn tuột đường huyết rồi. Có gì đau này dễ mà. Cái thử lắm. Thôi để cuối cùng đi, từ từ đi. Dạ, để em thấy hai nỗi đau đi rồi có đau mình nhân lên. Hồi nãy em chuẩn bị chưa ạ? Ê ôi, đã từng bao giờ coi pháo bông chưa? Em coi rồi. Thấy pháo bông bắn màu sắc như thế nào? Bằng màu này không? Màu này người ta gọi là màu cánh gián. Ồ, em ghê rợn. Không. Thôi, làm giống vậy á, em bình tĩnh nè. Thôi anh bắn luôn đi. Một mình anh. Một tay anh làm nên tất cả đi à. Không sao, không sao em ơi. Không sao em ơi. Tội nhân Lý Nhã Kỳ. Anh chị nè, khi mà người ta bắn lên á, mình cứ thoải mái. Hít đều, thở miệng rộng ra là khỏe à. Há họng ra, đó là password của 7 nụ cười xuân. Ok. Chị Kỳ, bịt cái mũi lại. Are you ready? Wow. Wow. Thật là đã quá đi. Vô.
tội xin. Trời ơi, à. Vậy là đội màu xanh ngày hôm nay bị phạt 3 lần bắn nước lên trên người và trên mặt. Và người làm duy nhất cho 3 lần đó là Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị là Lý Gia Kỳ chơi rất là nhiệt tình, chơi xông xáo với anh em và tỏa sáng trong phần ngã người để đi qua xà rất là dữ dội. Kỳ ơi, nè, bình tĩnh chưa Kỳ? Để nào. Không, lần trước năm ngoái mình chỉ chơi đập trứng là hết rồi. Sao năm nay bảy nụ chơi lớn quá vậy? Mỗi năm mỗi cái cấp độ khó càng tăng lên. Đồ cao hơn mà lầy nó cũng nhiều hơn anh. Đúng vậy, lâu lâu con cảm giác mà nó thoải mái vậy chứ. Chưa ai đè đầu cưỡi cổ bắn em vậy luôn á. Ủa em chưa bị bắn gì bao giờ hả? Em chưa bị bắn. Nhưng mà em thừa nhận nha là trứng làm đẹp da nha. Tự nhiên da anh bóng và căng hơn lúc đầu. Lúc chưa đập trứng da anh không có căng bằng bây giờ. Giờ căng hồng đẹp. Chơi bảy nụ về ai cũng đẹp hết. Chơi bảy nụ về có những cảm giác rất lạ. Từ đó đến giờ em chưa bao giờ bị đè và bắn lên mặt. Còn em bây giờ bị thì bị bắn ngập mặt luôn em thấy không? Không những bị đè mà còn đè đầu cưỡi cổ em xong bắn em vậy muốn ghê quá. Thôi, ôi. Trải nghiệm rất mới. Dạ. ST ngày hôm nay là chơi thắng nên không bị phạt gì cả. Những người thắng luôn có quyền lợi là nhìn người khác bị phạt. Dạ. Nhưng mà ST muốn trải nghiệm không? Còn một bình nữa. Dạ không à.